Mới đây thành phố đã thông qua gói vay vốn hỗ trợ cho lao động ngành du lịch để tái sản xuất vượt qua khó khăn do Covid-19. Đây là tín hiệu vui cho lao động ngành du lịch sau gần 2 năm lao đao vì mất việc. Theo kế hoạch triển khai của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, đối tượng được vay gói hỗ trợ này là người lao động trong ngành du lịch có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Mức vay vốn tối đa là 100 triệu đồng một người, lãi suất vay là 7,93% một năm. Thời hạn vay tối đa là 120 tháng, ngân hàng sẽ xem xét nhu cầu nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận mức vay cụ thể, dự kiến ngân hàng sẽ bố trí gần 65 tỷ đồng cho kế hoạch vay vốn này.